các bạn không đoán nữa. Bây giờ các bạn cho cô biết là thế chữ tiếp theo chữ y là chữ gì? Tiếp theo chữ y là chữ gì nhỉ? Tiếp theo chữ y là mày nhớ không? Tiếp theo chữ y mà tiếp y theo mình chữ sẽ y đi là nào chữ nào bạn đoán chữ a á? Thật á? Chữ K. Rồi mình xem có phải chữ K không nhá. Nào, nghe tiếp theo chữ con. Y là chữ gì nhỉ? Đúng rồi, chữ K. Rất là tốt. Rồi, rất là giỏi. Bạn Fumi 5 tuổi ở Nhật Bản. Con đọc cho cô chữ này chữ gì nhỉ? Tiếp theo chữ Y nào? Nhưng mà bây giờ người ta thì gọi Chữ con K. biết rồi thì còn điều gì mà phải Rồi, Nhật Anh nào? Nhật Anh. Nhật Anh ơi, Nhật Anh ơi, con có con nhớ chữ này chữ khác gì không? Nhật Anh, Nhật Anh, Nhật Anh nào? nào. Ok. Long nào? Long, dạ, Long 9 tuổi ở Nhật Bản. Long ơi, Long bây giờ Long đọc cho cô chữ này chữ gì? Đúng rồi, chữ K. Vũ Đức Ben. Vũ Đức Ben, con đọc cho cô chữ này chữ gì nhỉ? Đúng Chữ rồi, Tuấn Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt 5 tuổi ở Nhật Bản. Tuấn Kiệt có nhớ chữ này chữ gì không? Đúng rồi, chữ K. Sau chữ K là chữ, cả lớp đọc bài nào, sau chữ K là chữ L, đúng nhỉ? Rồi, L. L. Nào cả lớp đọc bài nào, L nào. L rồi, cả lớp cả lớp đọc chữ L cho cô xem là các bạn có bị sai phát âm không? L. Rồi L. Rồi rất là tốt. Chữ L rồi đến chữ M. M. Rồi. M này, rồi tiếp theo chữ M là chữ N. Bạn Minh Khôi nào, Minh Khôi đang tắt tắt camera và tắt mic. Rồi Minh Khôi đọc cho cô chữ M, à chữ N nào. Đúng rồi, chữ N. Minh Hy nào, Minh Hy rất là nghiêm túc học này, cô khen Minh Hy lắm này, Minh Hy ngoan quá. Minh Hy đọc cho cô chữ gì đây? Con đọc chữ nghe trong ngày là cái gì Cô đang hỏi bạn Minh Hy, Minh Hy ơi, cô đọc, cô chưa nghe rõ con nói, con nói lại cho cô được không? con đói rồi. Chữ N. Chơi game thì mẹ nhé, giơ tay đến lại chữ Quang Hưng nào, Quang Hưng giúp cô nào. Rồi mình có chữ O, chữ O là O gì ạ? O tròn như quả trứng gà này. Rồi tiếp theo chữ O thì O thì chữ ô gì O đổi mô tròn như quả trứng gà. Rồi O thì sao? O ô thì gì đổi mũ. mô Đúng rồi, ô thì có mũ. Cô thấy bạn Minh Khôi đang làm cái mũ rất là nghiêu này. Ô thì có mũ này. Còn ơ thì đó, Hải Anh đang làm cái mũ rồi ô này rất là nghiêu luôn. rau Ơ cái thì rau của nó ơ thì ông thì thêm rau ơ thêm thì ơ thì thêm dâu. Đúng rồi, ơ thì thêm dâu. Rồi bây giờ cho cô muốn bạn Ngọc 7 tuổi ở Nhật Bản đọc lại cho cô chữ gì đây? thử Ngọc 7 tuổi. Đúng rồi, o tròn như quả trứng gà đó, viết chữ o rất là dễ này đó. Rồi tiếp theo chữ chữ này là chữ gì nhỉ? Ngọc nhỉ? Ngọc có nhớ không? Chữ chữ này có cái. Rồi, chữ ô thì có mũ, rất là dễ nhớ đúng không nhỉ? Còn chữ ơ thì sao? Ngọc có nhớ 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 không? Chữ này đọc là gì nhỉ? Chữ Đúng A. rồi.
chữ ơ thì thêm dâu rất là tốt. Bây giờ cô muốn bạn bạn nào chưa được đọc nhiều nhỉ, thì cô gọi xem nào. Rồi Tuấn Kiệt đang giơ tay nè, Tuấn Kiệt đọc cho cô nào. Đúng rồi, Tuấn Kiệt còn nhớ chữ này chữ gì không? Của cô rồi. Rồi bây giờ chữ này chữ gì nhỉ? Bây giờ Tuấn Kiệt cho cô biết là chữ O với chữ chữ O khác nhau ở điểm nào? Con thấy chữ O và chữ O khác nhau ở điểm nào? Có bạn nào biết chữ O và chữ O khác nhau ở điểm nào không? Vâng ạ, con biết ạ. Vậy thì cô mời bạn Quang Hưng cho cô biết là chữ O và chữ O khác nhau ở điểm nào? O thì không đội mũ nhưng mà O Đúng thì đội mũ rồi, ạ. đúng rồi. O thì không đội mũ, còn O thì có mũ, đúng không nhỉ? Rất là tốt. Rồi mình sẽ ôn tập chữ tiếp theo nha. Chết rồi, cô tự nhiên quên mất chữ này chữ gì. Cô mời bạn đúng rồi, chữ P. Cô thấy bạn Matthew và bạn Liam đang giơ tay, đúng không nhỉ? Hai bạn đọc đọc cho cô chữ gì đây? Bật mic lên cho cô nhé. Rồi, chữ P. Rồi, Hải Anh nào? Hải Anh đang giơ tay. Rồi, các bạn học rất là nghiêm túc và ngoan này. Hải Anh nào? Hải Anh ơi, con đọc cho cô chữ gì đây? Đúng rồi, chữ P. Nào, Long 9 tuổi ở Nhật Bản nào? Con đọc cho cô nào? Rồi, bạn Long 9 tuổi nào? Đúng rồi, Tuấn Kiệt nào, Tuấn Kiệt đang giơ tay này. Ồ, hôm nay các bạn học rất là tốt này, cô rất là tuyên dương các bạn. Tuấn Kiệt con đọc đi. Đúng rồi, P. Cô mời bạn đợi cô một xíu. Cô mời bạn Minh Khôi 4 tuổi ở Hàn Quốc. Con có thể bật mic lên và đọc cho cô không? Minh Khôi 4 tuổi ở Hàn Quốc. Đâu ấy, chị Đúng rồi, P. Rồi, Vũ Đức Ben nào, Vũ Đức Ben. con ấn thì vào chỗ này giống với lại con ấn nhá. P, P. Bơ. P. Rồi, Bơ. Minh Hy nào, Minh Hy. Minh Hy là học chăm chú từ đầu tiết đến giờ luôn. Mười. P. Nhìn chính. Cá pin. Thì nó sẽ cái trồng. Minh Hy đọc bài to lên nào. P. Trên trên trên. Rất là tốt. Chữ tiếp theo là chữ gì? Các con cho cô biết chữ tiếp theo chữ gì? Các con còn nhớ không? Có nhớ không? Chữ Cô. quờ, đúng không nhỉ? Chữ quờ. Rồi. Chữ quờ phải chữ cô. Rồi. Rất là tốt. Chữ tiếp theo là chữ R. đúng rồi, r nhá. Cái chữ này con phải uốn lưỡi lên trên để đọc chuẩn nào. R r đó, r. Đúng rồi, rất là tốt. Tiếp theo là chữ chữ sờ. Các bạn có biết chữ sờ có đặc điểm gì không? Chữ sờ có đặc điểm gì nhỉ? Đâu, cô đây là câu hỏi nhé. Cô hỏi các bạn xem chữ sờ có đặc điểm gì? Nó Vâng là ạ, hình đất, con biết nó là ạ. hình. Rồi, con thương trả lời cho cô nào. Nhìn từ nước Việt Nam nó Chữ sờ là các bạn có như thấy vòng như kiểu nào vòng một chút. rồi rồi thế các bạn có nhớ bản đồ của đất nước Việt Nam không? Và bản đồ đất liền á, đất liền của chúng ta, đất liền của Việt Nam là có hình chữ, đất liền của Việt Nam có hình chữ chữ sờ, đúng không nhỉ? Ok, cô sẽ đấy là vùng đất liền. Cô sẽ mở cho các con xem cái bản đồ ở đất nước Việt Nam ở mà vùng đất liền nhá. Đất liền của chúng ta là có hình chữ S đó, chữ sờ đó. Đúng thế này. Đất liền đây, cô sẽ mở cho các bạn nha. Cô một xíu, cô đã share lại màn hình. Đây, đây là vùng đất liền này. Vùng đất liền của nước chúng ta là hình chữ. Có phải là gần giống chữ sờ không? Dạ. Đúng rồi, đẹp không? Đúng rồi.
Đẹp không nhỉ? Rất đẹp đúng không? Và mình sẽ có hai quần đảo ở đây này, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của Việt Nam nhá. Rồi, đó là chữ sờ. Bây giờ mình sẽ ôn tập tiếp nào. Chữ sau chữ sờ là chữ gì? Cái gì đâu mà giác sô hay tiêu cực đi. Chữ tờ. Tờ. Rồi, chữ tờ rất là tốt. Tờ. Chữ tờ. 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 Đúng rồi. Tờ. 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 Ta. Còn chữ này chữ gì? U. 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 Rồi, ngoan quá. Fumi 5 tuổi nào. Fumi có đọc U chữ gì đấy? Hay là gì kêu nó? U. 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 Rồi, chữ U. Sau chữ U là chữ? Ư. 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 Chữ U. Ư. 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 Ừ. Ừ. Minh Khôi. Minh Khôi. Ừ. Trời ơi. Ừ. Sau chữ là chữ vờ. Chữ vờ. Chữ vờ nhá. Vờ. Rất là tốt. Ừ. Vờ và chữ sờ. Chữ sờ. Chữ sờ. Sờ. Sờ đúng không? Sờ. Ừ, sờ nhá. Rồi, chữ sờ này. Sau chữ sờ là chữ y. Y. Đây là chữ y dài đúng không nhỉ? Y. Rồi. Y. Y. Rồi, chữ y. Y. Hôm nay mình sẽ ôn tập đến đây nhá. À, cô cảm ơn cả lớp vì cả lớp đã học rất là nhiệt tình, rất là chăm chỉ. À, cô sẽ có một bài tập về nhà cho các con là các con sẽ đọc lại bằng chữ cái tiếng Việt cho cô, được không nhỉ? Vâng ạ. Các con có thể quay lại video cho cô xem nhé, để cô xem là các con đọc có chính xác chữ không nhỉ? Chính xác chữ hay không? Rồi, cô biết là các bạn lớp mình học rất là giỏi, rất là tự tin, nên là cái chuyện mà quay video và đọc bài là chuyện rất là dễ đúng không nhỉ? Vâng ạ. Vâng ạ. Đúng rồi, các bạn trước khi quay các bạn nói là xin chào các bạn, tớ tên là, ví dụ là bạn tên là Hải Anh chẳng hạn, cô sẽ bảo là xin chào các bạn, tớ tên là Hải Anh, sau đây tớ sẽ đọc bằng chữ cái tiếng Việt, rồi là chữ A, Á, Ớ, đó, được chưa nhỉ? Cô chào, và rồi đã đến giờ tan học rồi, cô chào cả lớp nha. Cả lớp nhớ về làm bài tập cho cô nhé. Hôm nay 9 giờ mình chưa ăn cơm. Chị bây giờ ăn chứ có sao. Rồi. Học mà còn muốn ăn à? Wow. Học thì phải nhịn ăn một chút. Đói rồi. Đói á? Thì bây giờ ăn nhá. Nhưng mà không phải, học xong rồi. Giỏi, học giỏi rồi thì bây giờ ăn. Chào ăn. Thì đừng có sợ. Ồn ào quá. Vũ Đức Ben về nhà. Vũ Đức Ben nhớ là quay video cho cô nhá. Để cô xem là nhớ từ chính xác không nha. Không phải đọc bọn chữ cái mà đọc. Cái mà đánh gần chữa một. Ừ. Buổi sau mình sẽ đánh vần lớp 1 nhá. Bây giờ mình học cái trước nha. Rồi. Cảm ơn cô chưa? Cảm ơn cô. Ai cảm ơn cô? Cháu chào cô. Cô chào con. Con chào cô. Rồi. À, cô Đức ơi. Tại vì hôm nay em không có record hả Diệp Anh? À, tại vì hôm nay em nhận được tin cô